Chúng ta học tiếp cái phần cái chương này, chương chương 3 đúng không? Xong rồi chúng ta học về cái thuật định quy. Thì cái phần này là phần chúng ta làm quen với rất nhiều các bài toán mà cần có cái tư duy định quy để mà thiết kế thuật toán. Hôm trước chúng ta đã học về các cái thuật toán bình thường có thể chuyển sang định quy. Bây giờ học xong, chúng ta học xong cái bài mới. Tôi gọi là tên lên đến là 35 thì phải. 35 là cái bài toán rất là nổi tiếng, cái bài toán Tháp Hà Nội. Bài toán Tháp Hà Nội nhé. Bài toán Tháp Hà Nội. Đây là cái bài toán rất nổi tiếng và thông thường trong tất cả các cái sách khi mà viết về cái khi mà giới thiệu về cái thuật định quy thì đều có cái bài toán này cả. Là cái bài rất là điển hình. Cái bài này là nó rất là một trò chơi đơn giản mà nó hay là nó có chữ Hà Nội. Hay thì vì sao có chữ Hà Nội là vì như này? Vì cái ông mà lần đầu tiên viết về cái bài toán này là ông ta là người Pháp, và khi ông ta viết cuốn sách mà giới thiệu cái bài toán này này thì ông ta viết rằng cái bài toán này là xuất phát từ một trò chơi ở xứ Đông Dương, ở Việt Nam, ở Trung Quốc, Nhật Bản. Mà cái thời kỳ mà ông ta viết cái cuốn sách này về cái bài toán này này thì là nước hồi nước Pháp cũng chiếm được Hà Nội, thì tôi đoán là ông ta lấy tên cái trò chơi này là bài toán Tháp Hà Nội cho nó hay thôi nhé. Thì bài toán này là như sau nhé. Bài toán như sau, bài toán nó là như thế này. Thì tôi mô tả bài toán trước. Tôi mô tả bài toán sau chúng ta sẽ giải. Là có n cái đĩa và ba cái cọc đây. Kiểu ba cọc là như này nhé, ba cọc kiểu cọc này là cọc cọc một, cọc này là cọc hai, cọc này là cọc ba. Các đĩa được xếp lên cọc như thế này, chúng ta hình dung nó có đĩa. Về nguyên tắc là nó có cái n là cái đĩa và cái đĩa đó có kích thước là không bằng nhau và được xếp là cái nhỏ ở trên cái to. Đấy. N là cái đĩa. Kiểu từ trên xuống là đây là một đĩa nhất này, đây là đĩa thứ hai này, đĩa thứ ba này và đĩa thứ tư này, như vậy. Đây có n là cái đĩa. Ban đầu đặt ở cọc một, được xếp theo từ trên xuống dưới là một n, và càng số càng lớn thì đĩa nó càng lớn, càng to. Đó. Thì bài toán là như sau. Bài toán của chúng ta là như thế này. Cái bài toán của chúng ta là như sau nhé. Bài toán là cần chuyển toàn bộ n đĩa đó sang cọc 3. Nhưng việc chuyển được chuyển như nào thì cái việc chuyển nó phải tuân thủ cái quy định sau. Đây là cái quy định, đây là cái mục đích của bài toán nhé. Khi mà chuyển hết sang những cọc 3 thì nó coi như là xong. Đấy, hình như là chúng ta có cái n cái đĩa xếp trên này, thì xếp cọc 1 mà cần chuyển sang cọc 3. Nhưng mà chuyển đó là phải theo cái quy luật của nó chứ cũng không phải là chuyển bất kỳ được. Đấy, đây là cái quy luật chuyển nhé. Quy luật chuyển đĩa là như thế này này. Quy luật thứ nhất ấy,
là trong khi mà là mỗi lần chỉ chuyển được một đĩa thôi, không còn chuyển đồng thuận như nữa, mỗi lần chuyển một đĩa từ cọc này sang cọc kia, ví dụ là từ cọc một phải lấy đĩa viết sang chuyển sang hai hoặc ba đúng không, sau hai chuyển sang ba chuyển vân vân đó. Cái ý thứ hai là trong khi chuyển thì không luôn phải giữ là đĩa nhỏ chứ đĩa to không được phép. Không được phép đặt đĩa to lên trên đĩa nhỏ, đặt đĩa to lên trên đĩa nhỏ. Đấy là nguyên là luật thứ hai. Luật thứ ba là vì nó có ba cọc cho nên được phép dùng cọc trung gian, được phép dùng một cọc trung gian. Cụ thể đây bài tập của chúng ta là gì, là chuyển từ một sang ba nhưng được phép dùng hai làm trung gian, được phép dùng cọc trung gian, trung gian không 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 trung gian thì không thể nào mà xét được đó. Thì đây là cái mà là ba cái quy định được chưa. Đấy. Khi mà ta tháp rồi là như này, chúng ta đã làm một trò chơi, chúng ta có thể hoàn toàn có thể là nếu mà các bạn dạy cái này ở trên lớp học ví dụ thế, nhất dạy cho học sinh thì chúng ta có thể làm trò chơi trên thực tế luôn, và gọi là ba cái cọc, ba cái miếng gỗ ở phía dưới, sau đó thì chúng ta mua về cái n cái đĩa thật, đĩa bằng gỗ rồi chúng ta xếp lên là ta chuyển, bắt học sinh là chuyển bằng tay, sao cho là chuyển được từ một sang ba, chúng ta cho n nhỏ thôi, n bằng ba bốn cái thì đã, sao là cho học sinh chơi. Được chưa? Rồi đây đây chúng ta làm bài toán là bài toán tổng quát, được chưa? Được rồi, thì cái bài toán tổng quát của chúng ta là như thế này, là có n cái đĩa như vậy, và câu chúng ta là cần chuyển toàn bộ n đĩa sang cọc 3 và tất nhiên là lấy cọc 2 làm trung gian. Hiện này hiển nhiên rồi nhé. Và chúng ta gọi là cái gọi HN là cái số lần chuyển chuyển một đĩa trong quá trình chuyển này, chúng ta vừa giải vừa tính được cái HN này. Đấy. Được chưa? Rồi, cái tư tưởng của cái bài toán này là như này, là chính là để quy chúng ta cứ làm thử với n bằng 1 trước, n bằng 2 bằng 3 như nào. Khi chúng ta làm chúng ta sẽ viết ra ngay là cái quy luật của nó, quy luật để quy, và chúng ta sẽ làm tổng quát luôn. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ làm thử nhé. Rồi, bây giờ xét trường hợp thứ nhất này, chúng ta xét trường hợp n bằng 1. N một thì cụ thể quá đơn giản, chúng ta chuyển ngay lập tức từ đĩa một, có một một n có một đĩa thôi, chuyển một sang luôn ba là dễ. Vậy với n một thì chúng ta quy định như sau nhé, chúng ta quy định là đây ta ghi là như thế này, hai này hai chấm này, từ cọc một sang cọc ba, đây là đĩa một nhá, đây là đĩa một này, đĩa mang số là một này, ở đây là cọc, đây là được chưa. Như vậy là với n bằng một chúng ta chuyển một lần là xong, vì ta rất là hiển nhiên như thế này. Đó, ta thấy đúng không nào? Và bây giờ thì trong trường này thì ta thấy là H1 thì bằng một, đúng một lần chuyển chuyển thôi. Nhưng mà kiểu này là kiểu là chuyển, mũi tên là chuyển nhé. Như vậy với N1 thì rất dễ rồi. Vì chúng ta xét tiếp theo là xét N bằng 2, xem nó có khó hơn không. Nếu mà hai chúng ta nghĩ một lúc cho chúng ta cũng cũng thấy thấy ngay. Với đều bằng 2 nhé thì chúng ta làm như sau, đây này tôi làm bằng tay trước chúng ta hình dung nhé, đây này có hai đĩa tôi điện này nhé, đây là điểm cọc 1 này, cọc 2 này, cọc 3 này, được chưa. Mình cho làm sao chúng ta lấy cái đĩa nhỏ này trên này là đĩa 1 này, chúng ta đưa sang đây đúng không nào. Đấy. Để hết rồi, còn đĩa hai này chúng ta đưa sang đây, hai đây đúng không? Sau đó cái đĩa này này chúng ta đưa sang đây là xong. Như vậy là dễ dàng thấy là ta bằng tay ta làm thử thôi, ta thấy ngay là ta mất 3 lần là xong.
thì là làm như sau. Đầu tiên chúng ta dùng đĩa thứ nhất, đúng không? Chúng ta chuyển từ cọc 1 sang cọc 2, cọc 2 là cọc trung gian. Đây, nhưng mà đây là cái đây là thứ nhất là như này nhé. Đĩa 1 cũng chỉ có hai đĩa thôi mà. Xong chúng ta làm cái đĩa số 2 ở phía dưới, chúng ta chuyển từ 1 sang cọc 3, đúng không nào? Đây, cái đĩa này chuyển sang cọc 3 này. Sau đó chúng ta cái đĩa 1 nằm ở cọc 2 đó, chúng ta chuyển từ 2 sang 3 là xong. Tất cả các lần chuyển này thì không không phá vỡ cái nguyên tắc là cái to chồng lên cái bé, luôn là cái bé chồng lên cái to. Đó, vậy là trường đối với đề mục 2 thì là ta làm được ngay, đúng không nào? Và chỗ này tôi thấy suy ra là gì, là H2 bằng 3, 3 lần đấy mà. 1 thì là 3 lần đây, đúng không? H2 bằng 3, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ xét tiếp trường hợp thứ 3 là n bằng 3 mà chúng ta làm thử nhé. Với n bằng 3 thì các cái đĩa của chúng ta, ký hiệu của nó là 1, 2, 3. Được chưa? Thì như sau này. Thì chúng ta chú ý nhé, ở đây là nó có đây này, đây nhé. Đây là chúng ta sẽ áp dụng tư tưởng quy nạp nhé. Để đĩa 1 này, 2 này, 3 này. Chúng ta có 3 cái đĩa. Đĩa 1 này, đĩa 2 này, đĩa 3. Được chưa? Thế bây giờ cách làm sau nhé, chúng ta chú ý này. Chúng ta tạm quên đĩa 3 đi, xét hai cái đầu này. Hai đĩa đầu này thì theo quy nạp chúng ta sẽ chuyển hai đĩa này sang đây. Theo quy nạp làm được. Lấy đĩa 3 làm trung gian. Được chưa? Đấy. Chuyển cái này rồi nhé. Thì chúng ta lấy cái đĩa 3 này chúng ta chuyển đĩa 3 sang đây. Sau đó chúng ta lấy hai đứa con này lại theo quy nạp chuyển sang đây, thế là xong. Đấy. Đó là cái tư duy của n bằng 3, phải suy ra từ cái n bằng 2. Đấy chính là để quy đấy. Thì cái làm như sau này. Chúng ta sẽ làm theo 3 bước, theo 3 bước. Bước 1 là chúng ta chuyển hai đĩa. Chuyển hai đĩa từ cọc 1 sang cọc 2, lấy cọc 3 làm trung gian. Trung gian. Được chưa? Đây là bước 1. Cái bước này là chúng ta coi chúng ta đã biết được chuyển hai đĩa 1 và 2 đi vào đây, chuyển hai đĩa 1 và 2. Từ cọc 1 sang cọc 2, lấy cọc 3 làm trung gian. Được chưa? Rồi, đến bước 2. Chúng ta chuyển đĩa số 3, không còn đĩa phía dưới, chuyển đĩa số 3 từ cọc 1 sang cọc 3. Không còn trung gian, chuyển một lần ăn luôn. Vì cọc đĩa 1 2 nằm ở trên cọc 2 rồi, cho nên là rồi, sang đến bước 3 thì chúng ta sẽ chuyển cái hai đĩa này nhé. Từ cọc 2 sang cọc 3, lấy cọc 1 là trung gian. Chuyển hai đĩa 1 2 từ cọc 2 sang cọc 3, lấy cọc 1 làm trung gian. Làm trung gian. Thấy không nào? Để chúng ta nhớ lại nhé. Cụ thể là như thế này. Đây. Chúng ta ghi biểu hiện ở chỗ này nhé. Như vậy ở chỗ này này. Ở chỗ này là như sau này. Bước 1 nhé, thì chuyển hai đĩa 1 2 từ 1 sang 2 lấy 3, chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên chúng ta lấy cái đĩa thứ nhất. Từ cọc 1 sang cọc 3. Đấy, như vậy đây là chúng ta nhớ lại là phần làm hai bước này. Xong đến bước 2 là lần chuyển thứ hai, chúng ta lấy cái đĩa số 2. Số 2, đúng không? Từ cọc 1 sang cọc 2. Sau đó chúng ta lấy đĩa số 1 từ cọc 3 sang cọc 2. Thì đây là cái bước là gọi lại để quy, gọi lại cho trường hợp bằng 2. Sau bước này này. Sau bước này thì đĩa 1 2 sẽ chuyển sang cọc 2.
lại nhé. Lấy đĩa 1 này, chuyển sang 3. Xong đến thứ 2, chuyển sang 2. Xong đến đĩa 1, thứ 3, chuyển về 2. Vậy là xong. Rồi, thì bây giờ ở chỗ này, lại làm là tương tự ở chỗ này nhé. Ở chỗ này này, ta làm như sau này. Chuyển 2 đến 1, 2, từ 2 sang 3 là như vậy. Chúng ta đi thứ nhất, chúng ta chuyển từ 2 sang 1. Sau đó đĩa số 2, chuyển từ 2 sang 3. Sau đó lấy đĩa số 1, từ cái đĩa 1 chuyển sang đĩa 2. Đấy. Chưa? Như vậy là. Tổng kết lại là chúng ta có, đây là 3 này, đây là 1, đây là 3, là 7 lần. Đây thì suy ra là có H7, H3 bằng 7. Và chúng ta có thể mô tả đây, mô tả tường minh nữa ở đây, tường minh. Đây là 3 lần chuyển, 3 lần chuyển. Ở đây là 1 lần chuyển. Tổng cộng nó sẽ là 7 lần. Được chưa? Đó, thì đó chính là cái tư duy quy nạp. Bây giờ chúng ta tổng quát lên là hoàn toàn làm được ngon lành luôn. Đây, bây giờ tôi bắt đầu tổng quát nhé. Để chúng ta làm tổng quát này. Cái phần chính này. Thì cái bài toán chúng ta tôi ký hiệu là Hà Nội. Hà Nội, được chưa? Nó sẽ có 3 tham số, 4 tham số. Tham số nhất là N, là cái số lượng đĩa. Tham số thứ hai là Y, là cọc xuất phát. Giả sử, cụ thể đây là Y ra bằng 1 đấy. Một cái điểm tổng quát là Y này. Y là N, sau đó từ Y này. Chuyển là N đĩa từ cọc Y sang cọc G. Thứ hai, quả lấy cọc K làm trung gian. Như vậy thì bài toán chúng ta sẽ kiểu là như này. Đây là một thủ tục. Gồm có một cái hàm gồm có 4 tham số N, I, G, K. Khi gọi chúng ta sẽ gọi là Hà Nội. Hà Nội là N, 1, 2, 3. Chuyển N đĩa từ cọc 1 sang cọc 3. Lấy cọc 2, sang cọc 3 chuyển lấy cọc 3. Và lấy cọc 2 là trung gian. I sang G lấy K là trung gian nhé. Đây là 3 này. Đấy. Được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Bạn thấy là rất là, chúng ta sẽ mô tả cái bài toán Hà Nội này nhé, mô tả hoàn toàn bằng lập trình đấy, bằng mô tả bằng lập trình vận để quy nhé. N này từ Y này sang G này, lấy K làm trung gian, cọc K làm trung gian. Và làm như sau nhé. Đây này, mô tả luôn này. If N bằng 1 nhé, thì chuyển có một thôi, đơn giản thì chuyển đĩa 1 từ cọc Y sang cọc G, xong có một đĩa thôi thì chuyển, được chưa? Đấy, như vậy là mô tả luôn bằng cái để chưa. Bây giờ ngược lại này, L này, L này, L đây chính là N lớn 1 đấy. L thì thể hiện nôm na là if N lớn 1. Chúng ta làm như sau nhé. Đầu tiên chúng ta chuyển N trừ 1 cọc từ Y sang K, lấy G làm trung gian. Chúng ta gọi cái bài toán là, ta gọi như Hà Nội. Hà Nội N trừ 1. Lấy cái N, cái đĩa phía trên, chuyển từ Y sang K, lấy G làm trung gian. Đấy, như vậy là thì Y sang K như sau cái bước này này, sau cái bước này là chuyển được N đĩa ở trên cùng. Sau đó chúng ta sẽ chuyển đĩa N từ Y sang G. Sau đó chúng ta gọi đĩa quy, chuyển N chỉ một đĩa từ K sang G, lấy Y làm trung gian. N chỉ 1 từ trên đây là chuyển ở bước này là chuyển từ Y sang K rồi, bây giờ chuyển ngược lại từ K sang G, lấy Y làm trung gian. Và chúng ta có cái, các bạn có thể có cái thuật toán này không? Đấy, chính là gọi đĩa quy rất đơn giản. Đây chính là cái lời giải đĩa quy của bài toán Hà Nội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tính nhá. Đây. Chúng ta đã biết rằng là gì, là H1 thì
bằng 1. Thực ra tôi để suy ra này. Để chúng ta tổng quát này, để chúng ta tổng quát luôn tôi có nhé. H N bằng này. Đây. Bạn thấy chỗ này không này? Nó sẽ bằng ở đây là HN trừ 1. Ở đây là H, đây là HN trừ 1. Ở đây là 1, ở đây là HN trừ 1. Chúng ta có công thức đây, công thức là 1 cộng với 2 lần H N trừ 1. Đó, đây chính là cái công thức của chúng ta để quy của H. Được chưa? Đây. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh nhé. Chúng ta sẽ chứng minh một cái mệnh đề sau đây là một mệnh đề hay một lý là cái mệnh đề chúng ta là như thế này. Bây giờ chúng ta là vì tính H thì chúng ta sẽ tính được cái độ phức tạp thời gian của cái chỗ đoán này. Là ta chứng minh là HN bằng 2 mũ N. 2 mũ N trừ 1. Nhé. Đây, chúng ta mệnh đề như vậy. Ta chứng minh cái mệnh đề này bằng bằng quy nạp nhé. Chứng minh này. Chứng minh bằng quy nạp nhé. Quy nạp. Thì với N1 thì hiển nhiên rồi. Với N1 thì là H1 theo bằng 1. Chính là bằng là 2 mũ 1 trừ 1 không? Như vậy là mệnh đề đúng nhé. Mệnh đề đúng với A. Mệnh đề đúng với N bằng 1. Được chưa? Bây giờ giả sử mệnh đề đã đúng với n trừ 1, tức là h n trừ 1 bằng là 2 mũ n trừ 1 trừ 1, thì chúng ta sẽ chứng minh với n. Ta có như sau nhé. Ta có này, h n theo công thức này này, theo công thức này thì sẽ bằng là 1 cộng với 2 h n trừ 1, đúng không nào? Cái này là bằng, đây là theo quy nạp là bằng này, bằng cộng với 2 nhân với 2 mũ n trừ 1 trừ 1. Thì các bạn mở ra các bạn thấy ngay là nó đây nó chỉ là bằng là 2 mũ n trừ 1. Ở trên đó chính là điều của chứng minh. Đó, thì ta thấy rằng là đây là điều của chứng minh rồi nhé. Điều là chú ý hoàn toàn bằng bằng căn học đấy. Vậy thì suy ra gì? Vậy suy ra là HN bằng 2 mũ N trừ 1. Hay hay là cái thời gian chạy của cái bài toán theo đoạn này nó chỉ là bằng là O mũ O là O lớn của 2 mũ N là bậc lũy thừa, đúng không ạ? Như vậy với cái thời gian mà lớn thì nó rất là lớn. Vậy đây trên đây chính là cái lời giải để quy của đó. Ta suy từ cái ta làm ta suy từ cái cách làm thí nghiệm bây giờ thế ngay, đúng không? Vậy đây nhé. Bây giờ đưa ra một lời giải nữa cho là một cái lời giải khác còn càng ngắn gọn hơn này. Cái lời giải vẫn thế thôi, lời giải khác viết ngắn gọn hơn nhé, ngắn hơn nữa như sau này. Hà Nội này, N này, Y này, G này, K chuyển N cộng từ chuyển N đĩa từ cộng Y đến cộng G đấy, đấy cộng K làm trung gian. Câu như là bỏ cái ấy, tôi viết này là if, bỏ được cái câu là phần cơ sở như này thôi. If n lớn không thì ta thực hiện là Hà Nội n trừ 1, y đầu tiên là chuyển y sang k, g làm trung gian, sau đó là chuyển đĩa n từ y sang g và cuối cùng là gọi tiếp ngược lại để quy Hà Nội n trừ 1 từ k, trên này sang k rồi, bây giờ từ k quay lại g mà lấy y làm trung gian.
vì là như vậy chúng ta viết lại cái hàm chỉ này rất là ngắn đúng không nào đó. Anh mình tôi vừa cho các bạn xong cái này giải cái bài này thì chúng ta viết cái chương trình đơn giản nhé, vì nó rất đơn giản, ta sẽ viết luôn một chương trình ở ngay đây đây quay cài đặt cho cái này thì nó rất đơn giản như này, chúng ta làm ngay đây nhé. Đây bài toán sắp Hà Nội này. Tôi dùng cái phương án này ngắn cho nó dễ nhé. Đây. DF này. Nội này. N này. I này. G này. K. Chuyển N đĩa từ I sang G đi K làm chủ gia. Chúng ta có X này. N lớn không làm như sau. Chúng ta gọi Hà Nội này. N trừ 1 này. Đầu tiên là từ I. Là từ G sang K lấy G làm trung gian, sau đó chúng ta sẽ chuyển dùng lệnh print cho biết rồi biết chuyển đĩa N cọc y sang sang cọc g đấy sao là gọi Hà Nội gọi là để quy n trừ một từ k sang g lấy y làm trung gian. Được chưa? Để tôi gọi thử luôn nhé. Đây. Tôi gọi Hà Nội này. Từ cái 3 này. 3 này. Từ 1 này sang 3 này. Với 2 là trung gian. Gọi thử luôn nhé. Để hôm nay là bài số 8. Tôi không như đây để chúng ta cần tra cứu gì chúng ta tra cứu nhé. Bài 8 tháp Hà Nội, tháp tháp Hà Nội, ta chạy thử nhé. Nó sẽ ra làm phải ra ra 7 cái dòng thì nó hợp lý. Đây thì lại này 7 dòng nhé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bìa với 3 này, hay là đây là ta thấy, vì tôi lấy 2 thì dễ hiểu, 2 nhé, lấy 2 thì nó sẽ chuyển. Cộng 1, đĩa 1 từ cộng 1 sang cộng 2, xong đĩa 2 cộng 1 sang cộng 3, xong đấy đĩa 1 cộng 2 cộng 3. Đấy. Tôi cho nó nhiều hồng tí nhé, tôi lấy cả 5, nó sẽ là 2, 4, 5, nhưng mà rất là dài. Đấy. Đúng là nhưng mà cái bài này trông là tưởng là đơn tưởng là khó nhưng mà nó rất là đơn giản, mà cái bài bài toán này nó rất hay là nó có rất nhiều cái mở rộng khác nhau. Hiện nay còn là cái bài toán mà có rất rất nhiều cái mở rộng thành các thức của trò chơi cơ, ví dụ như là chúng ta có thể dùng 4 cộng thì như thế nào, đúng là vấn đề lớn, rồi có thể chuyển một lúc cả 2 đĩa thì như thế nào, rất nhiều vấn đề khác nhau. Mà thôi tôi dừng lại đây thôi, chúng ta chỉ làm thử cái bài như vậy thôi, vì trong chương trình lớp 11 là nó có cái bài này và giáo viên tin học cũng phải chậm những cái này nó có trong chương trình, cho nên là giáo viên là phải biết cái này để mà mai kia dạy cho học sinh. Được chưa? Rồi như vậy là xong cái phần bây giờ chúng ta làm tiếp sang là một cái ví dụ nữa, là một cái phần nữa của cái phần này. Thế rồi là hai chúng ta sẽ làm một bài toán nữa. Bây giờ kiểu là cái phần 36 là cái bài toán, tôi sẽ giải quyết bài toán nữa dùng cái tư tưởng là đề quy, là cái bài toán sinh hoán vị. Toán này là nó thường nó có 2 dạng,
nó có rất nhiều dạng. Các bạn biết là hoa vi là gì? Hoa vi là một cái hoa vi ngẫu nhiên của một cái của n cái phần tử. Thì cái bài toán này là nó rất là đa dạng và nó rất nhiều dạng, nhưng mà thông thường ấy, nó chỉ có các dạng sau đây là các cái dạng chính là như thế này, các cái dạng bài toán chính của bài toán sinh học nghiệm là như thế này, các dạng bài toán chính là như sau nhé. Dạng thứ nhất ấy, là cho tập S thì bằng là 1, 2, 3, chính là N đấy. Trong dãy, để cho một dãy là một dãy nhé, một N. Và bạch kia câu hỏi là gì? Cần sinh ra tất cả các hoán vị của S. Tất cả các hoán vị của S. Với N là một cái số tự nhiên bất kỳ. Đó là cái một dạng bài tập thứ nhất này. Dạng bài tập thứ hai này hay có là gì? Là cho cái tập S thì nó tổng quát hơn, chứ không phải chỉ là 1, 2 mà là A1, A2, AN với cái dãy số, với cái dãy phần tử. Có thể không là số, có thể phần tử thôi. Những tên người chẳng hạn, với dãy A1, A2, A, N là khác nhau từng đôi một. Nhau từng đôi một. Từng đôi một. Nhá. Và đầu bài là gì? Đầu bài là sinh ra tất cả các hoán vị của S. Sinh ra tất cả các hoán vị S. Đó là cái bài số 2. Hay có một cái dạng bài số 3 nữa là cho chiếc S cần sinh một thôi, một hoán vị ngẫu nhiên. Một cái hoán vị ngẫu nhiên của S. Ngẫu nhiên S. Thông thường chúng ta lấy là S từ 1 đến N cho đơn giản. Còn từ chúng ta giải được một cho bài 1 rồi, sau bài 2 là đơn giản. Còn một dạng là bài thứ 3 nữa, à, bài thứ 4 nữa. Thì cái này là sinh hoán vị, sinh các hoán vị theo thứ tự từ điển. Thì nó có rất nhiều các toán khác nhau để làm để giải cái bài này. Thì theo tôi biết là trong cái chương trình có máy tính ý, cái gọi cái lập trình của team 11 thì cái phần này là nó có hai nó có hai cái kỹ thuật mà chúng ta hay dùng để sinh 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 hoán vị. Một là dùng định quy, để tôi sẽ làm ngay bây giờ. Và cái cách thứ hai là chúng ta dùng cái thuật toán gọi thuật toán vét cạn quay lui. Thì đến cuối của cái chương trình này tôi sẽ nói về cái quay lui đó, thì chúng ta sẽ làm lại cái bài toán này. Còn hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một thuật toán đơn giản thôi. Nó khá là trực quan, nó khá là tự nhiên, nhưng mà nó là châu bò, gần như là châu bò. Nhưng mà nó xuất phát từ cái tư tưởng là để quy là cho trước tập S 1 2 n và lập trình để sinh ra tất cả các hoán vị của SC, được chưa? Rồi hôm nay chúng ta làm một cái bài đó thôi. Chúng ta không làm nhiều cái bài khác. Được. Giờ quay lại bài toán chính nhé, bài toán này. Bài toán của chúng ta nhé là cho trước N. Bài này S chúng ta S hiểu là cái dãy là 1 2 3 cho đến N. Được chưa? Rồi, và cái yêu cầu của chúng ta là gì? Yêu cầu là viết lập trình đấy, thuật toán để in ra sinh ra tất cả các hoán vị
đang hoán bị của S. Chúng ta chúng ta biết rồi là tất cả các hoán bị của một cái của một tổ hợp n phân tử là n dây thừa, thì cái cho đó này hiển nhiên là nó phải chậm, nó phải có thời gian chạy là tối thiểu là n dây thừa, cho nên cái bài toán này là phải có cái thời gian chạy, có cái thời gian chạy tối thiểu là n dây thừa. Cho nên hiển nhiên cái bài này chúng ta không cần quan tâm đến nhanh hay chậm nữa, mà chúng ta tìm được cái thuật toán cho nó chạy nó lành thôi nhé. Đó, vậy là cho trước cái cho trước cái tập S thì như vậy, mà chúng ta sẽ tìm tất cả các cái. Được rồi, thế thì chúng ta biến chúng ta cùng nhau giải cái bài này nhé, và chúng ta sẽ mô tả toán, sau đó chúng ta sẽ cài đặt luôn, chạy lên luôn, luôn trên trên Python. Thì cái bài giải này, bài này cũng rất là hay đấy, cũng rất là hay, mà làm cái bài rất điển hình để chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể lập trình như bình thường sử dụng cái thuật định quy, mà chúng ta có thể dùng Python để chúng ta có thể cải tiến nó thành cái chính rất là hay, được tên con nói sau. Rồi mình cho ta làm luôn nhé. Cái tư tưởng là như sau này. Về chúng ta về ý tưởng này. Ý tưởng để thiết lập thuật toán, ý tưởng thuật toán là như sau. Ý tưởng của thuật toán là như thế này, là chúng ta dùng định quy. Cho trước n cái phân tử của chúng ta, giả sử chúng ta đã có cái cách để làm với tất cả các để sinh ra tất cả các hoán vị của n trừ một rồi, thì chúng ta sẽ làm với n được chưa? Như vậy chúng ta giả sử đã biết sinh tất cả các hoán vị các hoán vị của cái tập là 1, 2, n trừ 1 rồi. Đó. Thì làm thế nào để ta có thể sinh được ra, để sinh được cái n. Được chưa? Để tôi thì làm thì cần phải thì tôi giả sử cũng biết kia rồi thì cần sinh cái hoán vị mà bổ sung thêm số n. Được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ làm thử cho các bạn với cái với n thấp thì chúng ta sẽ dùng nhé. Đây, bây giờ với n bằng 1 này, thì nên chỉ có một hoán vị là 1 thôi. Được chưa? Đấy, thì không có gì cả. Bây giờ với n bằng 2, thì đầu tiên chúng ta lấy ra cái hoán vị của n trừ 1 tức là 1 đúng không? Sau đó chúng ta sẽ thêm bớt số 2 vào đằng trước và đằng sau. Ta có này 2 1 1 hoán vị. 1 2 1 hoán vị nữa. Như vậy là cái với n bằng 2 chúng ta tính được qua cái n trừ 1 đây. N bằng 1 đây. Bây giờ chúng ta làm tiếp với n bằng 3 nhé, thử xem như thế nào nhé, n bằng 3. Thì chúng ta lại dùng quy nạp. Dùng định quy. Chúng ta tính cho n bằng bằng 2 trước, để n bằng 2 là hai cái này. Rồi, chúng ta làm như sau này. Bây giờ với đây chúng ta dùng lại cái này nhé. Đây chúng ta dùng định quy là gọi cái này hai khai cái này ra nhé. Đầu tiên là cái này này. Sau đó chúng ta chèn 3 vào, chèn số 3 vào 3 chỗ. Chèn phía trước này. Chèn ở giữa này, 2 3 1. Chèn ở khúc đuôi này, 2 1. Là như vậy là từ thằng này chúng ta sẽ có được ba cái hoán vị. Được chưa? Bây giờ thằng này 1 2 chúng ta chèn 3 vào ba vị trí, chèn trước này 3 1 2, chèn giữa này 1 3 2, chèn đuôi này 1 2 3. Đó. Như vậy là từ cái với n 3 chúng ta sẽ làm được tiền n bằng 2, từ 2 từ 1 cứ như vậy chúng ta làm mãi lên. Bây giờ chúng ta làm tiếp tục nhé. Bây giờ giả sử đã có các hoán vị bậc n được chưa?
Rồi, bây giờ ta cho giả sử nhé, bây giờ giả sử ta có là B1, B2 và BN-1 là một quán vị bậc N-1. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ từ đây chúng ta sẽ phải từ một quán vị này chúng ta sẽ phải tạo ra được N quán vị nữa bằng cách là chèn N vào vào trước vào sau cái này. Chèn như sau này. Đầu tiên chèn N vào trước này, N này, xong B1 này, B2, B, N-1. Đây là một quán vị bậc N đúng không nào? Chèn N vào sau B1 này, B1 này, N này, B2 này, BN-1 này, vân. Cuối cùng là chèn là B1, B2, chèn vào đằng trước cái BN-1 này, BN-2, đó là N, đó là BN-1, và cuối cùng chèn vào đuôi. Đây, B1, B2, BN-1, -2, BN-1, N, đó. N cái hoán vị. Như vậy là từ một cái là bậc n trừ một một hoán vị hay một chúng ta tạo ra một n hoán vị, và như vậy là và như vậy từ tất cả các hoán vị em bậc n trừ một nên n trừ một n trừ một ta tạo ra một hoán vị bậc n, một cách là chèn n vào xen kẽ vào các cái phần tử của các hoán vị bậc n trừ một đó. Thì đó là cách mà chúng ta làm để quy. Được chưa? Rồi, thế thì chúng ta làm như này nhé. Toán là như sau này. Đây. Tức là cái mà chúng ta tạo ra một cái hàm đặt tên nó là G N great N. Cái hàm này là hàm sẽ phải gọi là quy. Hàm này tạo ra cái gì? Cái hàm này là hàm nó sẽ tạo ra một cái dãy, tạo ra một cái dãy mà mỗi phần tử, của cái dãy trên đấy, của dãy này là một hoán vị bậc n. N này. Đó. Thế nên chúng ta mà nếu mà cho hiểu trong cái chữ của Python ở đây, cái hàm này sẽ tạo ra một cái dãy của dãy, tức là list of list, là một cái mạng hai chiều đấy. Được chưa? Rồi. Thế bây giờ như sau nhé. Đây. Giờ tôi viết từ cái hàm này cho ta xem nhé. Đây, giờ tôi mô tả cái hàm này. G này. Nên rate n, được chưa? Đây, tôi mô tả luôn, mô tả luôn cho nó gần với cái ngôn ngữ của Python. Thế lát nữa chúng ta sẽ lập trình luôn cho nó dễ nhé. Đây, thì là như sau này, chúng ta nên bìa if này, n bằng 1 nhé. N bằng 1, thì nó trả lại là một phần tử thôi, thì nó sẽ return là như thế này. Thường này. Đây. Là một dãy, một list của list, một dãy các cái hoán vị bậc một có một phần tử, cho nên nó trả lại như này. Được chưa? Rồi, cái bìa như này. Bây giờ là else, else nếu n lớn hơn một thì làm thế nào? Thì chúng ta đặt a bằng g ne right. Đây là n trừ một. Đấy. Thì như vậy ở đây chúng ta này, ở đây cái a này là một dãy các hoán vị bậc n trừ một. Bây giờ chúng ta sẽ lấy từng phần tử một của a ra, chúng ta chèn n vào 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 phần tử đó, chèn n vào đầu, vào giữa và vào cuối, và tổng và đưa vào một list mới nhé. Thì tôi gọi list mới là cái p này. Đây là cái rộng
để tạo ra một cái list rỗng nhé. Đấy. Mô tả luôn bằng bằng Python cho dễ, tiện cho là chủ nhớ dễ nhé. Đó. Rồi, bây giờ làm như sau này. Bây giờ for này mà for B in, tôi sẽ chèn vào, tôi đặt một cái hàm là hàm nó gọi là insert, viết từ sau nhé, insert on. N A. Đây là cái gì đây? Đây là cái hàm, cái chỗ này, đây là một cái hàm, tôi tạo ra cái hàm này chính là gì? Với cái hàm này nó sẽ tạo ra là cho hợp lý nhé. Không, không phải tôi bị nhầm. Tức là gì? Thế này chứ. Đợi một tí nhé, để tôi kia xem lại chút này. Tôi nhìn tôi biết không, không chính xác lắm. Bây giờ tôi kiểm tra lại một tí nhé, để tôi đợi xem lại đi. Cái này mà đúng rồi này. Không, cũng đúng. Cái này là cái hàm này này, cái hàm này là hàm mà rồi tôi xong. Sau đó tôi đưa cái này vào đây, tôi bổ sung for b này, tôi bổ sung đây là p và đây là append append p đó, và đây tôi return p đây. Hàm mà tôi biết sau cái hàm này là gì, hàm này là với mỗi một cái phần tử của a, mà a là tập hợp tất cả các hoạt nghị là n trừ một, tôi chèn n vào và tôi đưa vào một cái đầu ra của thầy là một dãy nữa đấy, và tôi tìm lấy cửa b, lấy cửa đấy ra và tôi đưa vào cái bên này đó. Được chưa đấy. Tôi biết không chính xác, tôi đợi một chút nhá. B in A mới đúng hơn nhỉ, đúng rồi, tôi biết đây mới đúng này, thằng nào tôi biết thấy hơi là lạ. Thế này mới đúng nhé, các bạn sửa thì các bạn sửa được, các bạn sửa một tí nhé. Chỗ này là phải như thế này, các bạn sửa một tí. Như sau này, for b in a, đấy, for b in a này. Đấy. Sau đó chúng ta là for b in a, sau đó là p bằng p cộng với insert on của b của n b đấy, đúng không? B là một cái hoạt vị bằng n trừ một, thì n b là n cái hoạt vị như tôi vừa làm đấy. Không bị bằng n, và đây là một cái dãy, đây là một cái dãy, và tôi đưa này vào p, đúng đúng vào p đây, thế mới đúng. Return b. Đây biểu đúng này, đây là cái hàm chính nhé, đây là cái hàm. Bây chúng ta mô tả cái này một tí ở cái hàm insert này, để mình sẽ mô tả cái hàm này, mô tả một chút ở cái chỗ insert này nhé, để cho nó cái lại bên này là cái hàm insert này on, nghĩa của nó là gì, ý nghĩa của nó là
cái hàm này là cái gì? Đây, cái hàm insert on này này, nó chính là cái phần này này, phần đông này, này nó tạo ra cái này. Đây là B nhá, đây là B là cái này, B là cái này đây. Và cái hàm insert on nó tạo ra n cái con vị như này, đây, n cái con vị như này. Đấy, nó tạo ra. Đây, cái này rất gì nó rõ nhé, đây mình nhìn rất rõ cái đó. Đây, chúng ta làm cái này nhé, mình ta tôi mô tả luôn đây, chúng ta thấy rất rõ nhé. Đây. Đây là như sau nhé. Bây giờ tôi ở đây tôi tạo ra một dãy mới nhé. Tôi ghi là L này. L này là một dãy rỗng này. Rỗng nhé. Rồi, xong là tôi làm như sau này. For k bằng 1 to n. Tôi viết cái này cho dễ nhé. To n. Và sau đó tôi là k bằng 1 to n và tôi làm như sau. Để nó cho là về nhất cái này, nhưng để từ một chút viết này nên là về nhất này là tôi bổ sung n vào dãy B tại vị trí k. Đó. Đấy, lời được hay lắm, bây giờ anh phải gọi cái này là và sau đó là bổ sung vào L. Xong tôi đi cái này là. Đó. Chúng ta hiểu cái chỗ này là cái NB này chính là cái này. Nó chính là cái này. Thế bây giờ tôi viết chỉ luôn cho các bạn xem nhé. Viết này thì nó thật là cái này là nhìn đây là rất dễ hiểu rồi. Với được một thì đi thân cái này. Với khác thì ta đây này, ta dùng quy nạp đây này. A sẽ là dãy của tất cả các cái hoán vi và cái n trừ 1. Và mỗi cái hoán vi đó đây này, chúng ta chèn n vào đầu và giữa và cuối và tạo ra n cái hoán vi và cái n và ta đưa vào cái p và tổng kết lại ta trả lại cả về p, được chưa? Rồi thì bây giờ tôi sẽ cùng nhau chúng ta cùng nhau viết cái này nhá. Các bạn này cùng tôi chúng ta làm, tôi vừa phân tích lại luôn cho dễ nhá. Đây, đó là sinh này, sinh hoán vi, sinh tất cả các hoán vi. Được chưa? Rồi thì đầu tiên tôi viết cái hàm mà insert on trước này, cái hàm này nhé. Đây là cái hàm là insert on. Hàm này có hai giá trị, một là n và hai là b. B là một hoán vị bằng n trừ 1. Ta chèn cái n vào n, chèn n vào lượt từ đầu đến cuối của b, chúng ta trả lại làm một dãy, làm cái list của tất cả các cái n câu hoán vị đó, được chưa? Cũng dễ hiểu thôi. Bây tôi mô tả kỹ cái hàm này này, cái hàm này chính là cái hàm này này, chính là cái hàm để mà đầu vào là cái này, đầu ra là n cái này, thấy không nào? Đầu ra là n cái này nhé. Đấy. Ta dùng cái Python nó có rất nhiều chức năng đó rồi, để ta làm nhé. Đây, tôi chèn nó vào, thì chèn như sau này. Đây, chúng ta sẽ làm như sau nhé. Muốn vậy thì muốn chèn nó vào, chúng ta dùng cái đây. Đây các bạn hơi lầm, có một chỗ nó hơi một chút. Có một chỗ nó hơi mẹo một chút, chúng ta phải dùng cái B để copy. Vì chúng ta không làm thẳng trên B được. Vì sao? Vì
Tôi làm thẳng trên B thì để tôi làm các bạn nhìn tôi làm nhé, bạn nhìn tôi làm for này. Chúng ta đặt cái L là cái kết quả của chúng ta đấy, L bằng là cái dãy rỗng này, sau đó là for k là in range từ 0 đến từ 0 đến đến n đấy đúng không? Đến n luôn đấy. Hay là đúng hơn nhé, tràn vào cuối của A đây nó sẽ là len của A cộng 1. Cái này đúng tổng quát cái n là số bất kỳ, được chưa? Rồi chúng ta làm như sau này, không tôi phải đưa cái này vào đây chứ. Đây nhé, ở đây này. Rồi ở đây là A bằng B có thì không 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 làm thẳng trên B được, phải được sang phòng B sẽ bị lặp lại. Rồi sau đó là insert, chúng ta lại insert này, insert vào vào vị trí k và chèn n vào, chèn n vào vị trí k của a này. Cái này là lại chèn n vào vị trí k của a, đây là làm thẳng trên B nhưng mà vì B là dùng nhiều lần cho nên là tôi phải bật như vậy, tôi phải copy ra, copy ra thành một cái bản sao của nó nhé. Và tôi đưa cái này L này tôi append vào. Append à. Chuyển được. Và đây là tôi trả về. Thơ này là. Được chưa? Các bạn nhìn nhé. K này, K chạy từ 0 đến lên A cộng 1, tức là mà K chạy từ này từ 0 này đến cuối này. Nếu mà A là một hân mà B là một hân vi mà gọi được chiều dài là n trừ 1 thì cái vị trí cụ của nó là n là n n. Đây. Lên A chứ lại là n trừ 1 đúng không? Thì là K chạy từ 0 cho đến n. Từ 0 cho đến 0 lên đến n trừ 1 đấy. Không lên a bằng n trừ một đúng rồi, n hơn n trừ một. Sau chúng ta sẽ chèn cái chèn n vào lượt vào cái phần tử vào đầu giữa và lên lên vào cuối của a và bổ sung cái a này vào một cái dãy l này. Như vậy khi thoát ra l sẽ là n cái n của các vị bậc 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 n. Đó. Chúng ta phải sao mà dùng cái này là vì phải tạo ra bản sao thì khi chạy này thì b không thay đổi, chứ nếu mà chúng ta mà đặt luôn đây là b thì sẽ bị thay đổi và sẽ bị sai kết quả. Cái này ai vậy? Cái này tôi nói ở bên cái lớp nói ở bên cái lớp rất là nói ở bên lớp ba trần nâng cao rất sâu về cái này. Thật được các bạn này, các bạn ai chưa hiểu hết thì ta cứ tạm thời cứ nhớ lại cái này nhé. Chúng ta sẽ hiểu sau vì sao là copy. Các bạn về cái lớp mắt nhưng mà chúng ta không dùng dùng b không dùng copy nhé, chúng ta đây là b luôn này, đây là b luôn này, đây là b luôn này, bị sai này. Rồi bây giờ làm phần chính nhá, để def của cái j này right là cái phần đen trục chính đấy, sinh sinh tất cả các vị bằng cái n đấy nhá. Đầu tiên là if này n bằng không bằng một thì chúng ta trả về return dãy tất cả các hoán vị bậc một là cái này một, được chưa? Else rồi else là như sau nhé, chúng ta đặt a bằng generate n trừ một, đây là gọi để quy thì a bây giờ gì, a bây giờ là dãy tất cả các a bây giờ là dãy tất cả các cái hoán vị bậc n trừ một, được chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta muốn muốn gì, ta muốn muốn cho đó mà muốn tạo ra được cái cho n thì chúng ta phải biệt đặt p là một cái p là cái kết quả đấy ở đây nhé. Và sau đó chúng ta
for lấy lần lượt lấy phần tử lấy ra từ a ra lấy lượt a là dãy tất cả các hoán vị bậc n trừ một khi lấy cái for b in a thì b sẽ là một hoán vị bậc n trừ một được chưa và chúng ta sẽ đặt là p bằng p cộng với insert cái hàm này này n mà đây là b cái hàm insert on là chính là cái này đây trên này này đó được chưa là cái này này đấy. Nó trả lại gì cái hàm này là cái trả lại là một dãy các cái hoán vị dãy n cái hoán vị bậc bậc n mà chèn n vào đưa vào p đó đóng cùng mới ta trả lại cái return bạn có hiểu không hay có hiểu bây giờ chạy thử đấy chạy thử nhé bây giờ cho n bằng 2 này và tôi dùng cái hàm gen kết quả chúng ta tôi nghĩ là kết quả phải tính ra là kết quả bằng j mirate n và chúng ta sẽ in ra nhé chúng ta sẽ in ra kết quả chúng ta đây là kết quả là cái hàm này là tạo ra là dãy tất cả có đi bằng cái n mà chúng ta muốn in ra chúng ta làm như sau này for b in kq và chúng ta print print b ra thôi nhé đó chúng ta lưu lại này là cái bài này là sinh sinh hoán vị hiệu là một nhé rồi chạy thử nhé xem có đúng không được không nhé đây là chạy thử xem không sai không nào chúng ta em vế này bằng hai for k in range nhập và đây là b chứ đây chữ a số đêm data thế này lỗi sửa lại tí nhé 2112 như vậy là vế này bằng hai là đúng rồi nhé bây giờ làm bên đường 3 này. Bây giờ sửa bên đường 3 đúng này. Bên đường 3 này. 231 này. 2133. 16 đúng có 6 phần tử. Chính xác rồi đấy nhé. Yeah. Lỗi của nó là ở cái hàm này thôi. Hàm này này. Đó. Bây giờ với này bằng 5 này. Sẽ ra như thế nào. Vậy chúng ta vừa vừa xong rồi đấy loại của nó là cái này nhé là cái này chúng ta quay lại cái này đây. Cái lõi nó là cái phần này đây. Đây. Em thầy cho em hỏi với n lúc trường hợp n bằng một đi ạ thì return cái đấy là một đấy là trong cái danh sách là gì đấy ạ cái này à chứ này vâng. Tức là với N1 thì phải return là dãy tất cả các hoán vị bậc 1. Mà hoán vị bậc 1 nó chỉ có một một thôi là một thôi chúng ta phải đưa vào đây. Kia ở đây kia ở bên ngoài là cái vì đây là dãy các hoán vị là một dãy mà chứ nó là list of list. Nó trả về nó phải dạng list of list thì mới được. Nên đây là phải có hai lớp này, lớp bên ngoài là một dãy này bên trong là một dãy nữa. Mỗi một cái hoán vị là đi ra là một dãy cái này hoán vị như tôi với đường 3 nhìn thấy rõ nhưng mỗi hoán vị là một dãy hoán vị sẽ là một dãy với đường 1 thì nó chính là cái của mình rồi nên tôi để quy mà với đường 2 này thì nó là cái này in ra cái này đó mỗi hoán vị là một dãy cái em không hiểu cái chữ này phải không vì sao nó lại như này à rồi em hiểu rồi ạ vâng thì cái bài này này bài là bài này là khi mà cái hàm này nó trả về là kq thì cái kq này kq là một dãy gồm có là n giai thừa cái hoán vị ở bên trong đúng không nào rất là lớn thì cái chúng ta sẽ in ra thế này chúng ta sẽ in ra cái green cái kq cho nó dài như thế nào nhé mình về đề mùng 5 này nó sẽ rất lớn luôn. Đây là cái KQI này, nó dài như này cơ mà. Đó. Kết
quả của chúng ta là gì? Kết quả của chúng ta là cái hàm này là cái hàm là nó tạo ra là dãy tất cả một là một cái list tất cả các quán vị một cái n, mà mỗi quán vị một cái n lại là một cái list nữa, nó là một cái list of list đấy ở trong Python. Ta hiểu chưa? Rồi thì bây giờ tôi sẽ hiểu rồi nhé, thì nhưng mà đây là một lời giải cũng đúng, nhưng mà cái giải này thì nó, vì chúng ta tạo ra cái hàm này nó cái kết quả cái này nó một cái list of list nó quá lớn, thì như vậy là nó về mặt nó không hay về mặt bộ nhớ, tốn bộ nhớ. Thì ở trong Python nó có cái tính năng rất là hay là nó có thể tạo ra một cái dãy mà nó không tốn bộ nhớ đó. Thì ở cái này là cái tôi từng nói rất kỹ ở trong cái phần bên bên cái lớp bên kia, là ở trong cái Python nó có cái tính năng là tạo ra cái gì, tạo ra nó gọi là generator, là nó khả năng tạo ra các cái dãy mà không tốn bộ nhớ. Thì cái dãy đó là nó như sau, tức là đáng lẽ chúng ta sẽ mà tôi nói thêm một chút phần này là phải liên quan đến Python. Ở trong Python ấy, trong Python nó có một cái khái niệm nó gọi là cái kiểu đối tượng, nó gọi là generator, là cái kiểu đối tượng, là cái kiểu đối tượng tuần tự. Tuần tự tức là nó như là một dãy, nó đóng vai trò giống như những cái dãy, người chỉ khác đóng vai trò như là list chẳng hạn, nhưng mà nó khác list là nó không tốn bộ nhớ, nó không hề tốn bộ nhớ một chút nào. Đó, thì cái chức năng này là cái generator rất hay. Lấy ví dụ cho bạn xem nhé, để ví dụ thôi, ví dụ là tôi làm ví dụ trên này, tôi làm ngay trên này cho bạn xem. Trước khi chúng ta chuyển cái trước khi chúng ta chuyển cái hàm này sang cái môi trường generator để cho nó đỡ tốn bộ nhớ, tôi sẽ ví dụ cho các bạn một cái đây nhé. Ví dụ khi mà tôi viết là như này, tôi viết là a bằng, lấy ví dụ nhé, a bằng 1, 3, 5, 7, 9, tất cả các số lẻ nhỏ hơn 10, được chưa? Thì ok, không có gì cả. Và a khi trên này thì cái đối tượng a luôn chiếm là 5 vị trí ở trong bộ nhớ. Được chưa? Thì tôi sẽ tạo một cái tôi cần viết ra cái số lẻ nhỏ hơn 10 mà. Thì tôi dùng lại cái for này, for k in a này. Và tôi in được ra, tôi print k n bằng in ra là các số lẻ nhỏ hơn 10, ok. Nhưng mà trường hợp này là trường hợp này là a là dãy bình thường, cho nên a là đang mất, nó tốn 5 vị trí ở trong bộ nhớ, đúng không? Mất 5 bộ nhớ tốn. Mà tôi khi tự nhiên sửa, tôi làm cái cần tạo ra một cái dãy và dài hàng nghìn phần tử thì tốn rất tốn. Nhưng có cách nào đó vẫn là tạo ra các số lẻ nhỏ hơn 10 nhưng mà không tốn bộ nhớ, có làm được không? Thì có đáp án là làm được nhé, làm được. Làm được là gì? Làm được là chúng ta dùng một khái niệm mới là generator, nó vậy đấy, là cái một cái hàm tạo ra một cái đối tượng là như là dãy nhưng mà không tốn bộ nhớ. Làm luôn nhé. Đây tôi định nghĩa một cái hàm tôi định nghĩa là số lẻ, chẳng hạn số lẻ tôi kiểu luôn đây là n. Hàm này sẽ sinh ra tất cả các số lẻ nhỏ lên n, dãy các số lẻ nhỏ lên n mà là không mà lại không tốn bộ nhớ, được chưa? Cái làm như sau này, đây for k in range n nhé, if k là lẻ nhé, if này k này chia cho 2 này khác không đúng không? Thì bình thường là phải in ra hay là gì đó, nhưng mà không thể dùng, tôi dùng lệnh này, dùng cái lệnh là yield cái từ khóa yield được đấy. Thế đây là cái như vậy là những cái hàm định nghĩa đếp bình thường nhé, nhưng mà là yield là nó tạo ra cái đầu ra, thay từ return bằng từ yield như này, thì cái hàm đó là cái hàm nó gọi là hàm generator, là cái hàm mà không hề tốn bộ nhớ, được chưa? Đây như này,
Xong. Bây giờ tôi viết nhá, giả sử tôi viết là m bằng, làm cái đối tượng làm trên vector là bằng số lẻ 10. Bây giờ tôi for k in m, tôi print k m bằng, đấy vẫn là 1379 nhé. Như vậy cái số lẻ 10 này tạo ra một cái đối tượng là m. Chúng ta time cái m này ra là chỉ xem đối tượng là gì nhé. M đối tượng của nó là, nó là generator. Các bạn thấy mình đang cái này là cái đây là phần gọi là phần Python nâng cao đấy. Đấy, rất là hay. Thì cái hay của cái hàm của cái m, cái đối tượng m này là không hề tốn bộ nhớ, không hề tốn bộ nhớ ít nào cả. Khi tôi gọi ra thì là theo mình nó mới lấy bộ nhớ ra và nó không hề không, cái khả năng tốn bộ nhớ của nó là không luôn, bằng không luôn. Cho nên dùng cái kiến thức này của Python chúng ta có thể tạo ra những cái dãy số hàng triệu phần tử, thậm chí là tạo ra cái dãy số là có số phần tử là vô hạn luôn. Nên cái này là cái rất mạnh của Python. Bây giờ tôi sẽ quay lại dùng cái này để tôi mô tả, để tôi mô tả cái hàm này, đúng không? Mô tả cái hàm này. Bây giờ tôi muốn tạo ra cái kết quả này, cái hàm này nhưng mà là không tốn bộ nhớ. Bài này nó ấy quá, tôi làm lại bài bài số 2 nhé. Bây giờ tôi CVS cái bài này sang sang dạng sang phương án 2 và tôi sẽ làm thử, đúng không? Tôi ký hiệu cái này là sinh viên học sinh vẫn bị 2 đi, được chưa? Xin tất cả quán viên và cái N sử dụng G N hơi giống từ kia generator trong Python thì dùng cái này nó cứ thay là nó không hề tốn bộ nhớ, được chưa? Đấy, rất là hay ở chỗ đó. Được chưa? Bây giờ sửa một chút thôi. Để tất cả cái này tôi làm chú ý là tôi không bị tục mình đâu. Đối tượng của nó tạo ra là cái đối tượng mà gì? Là cái đối tượng mà nó không phải là cái không lưu dùng, không lưu vào một cái dãy cái gì cả mà nó tự nó ra. Rồi mình tôi làm thử nhé. Vẫn thì hình như này thì tôi sửa mấy thôi. Sửa cái hàm này. Hàm này, cái hàm insert on này là tôi sẽ tạo ra cái hàm chính là generator và sinh ra tất cả n cái hoán vị từ b bằng cách là chèn n vào từ một đến cuối của b nhé. Tôi sửa sau này, cái này không bỏ không cần này, cái này là bỏ đi này. Đấy. Để vẫn như thế này nhé. Đó. Vẫn như vậy nhưng mà chỗ nào chúng ta sửa cái này lại, xóa cái này đi, vẫn ra sửa một tí thôi. Đây. For k in range length b cộng 1 này, a tức là làm bản sao của nó này, a insert k, insert n vị trí k của a, sau đó tôi dùng lệnh này. Thì bây giờ cái đối tượng này của chúng ta nó không nó vẫn là một dãy nhưng mà dãy đó được nó sinh ra bởi cái từ khóa này cho nên nó không tốn bộ nhớ, nó vẫn sinh ra tất cả các cái a này, dãy các cái a này. Ta sửa được một tí là xong, được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi sửa ở cái bài dưới. Nên tôi bỏ cái p này đi, không dùng cái p này nữa. Rồi, bây giờ chỗ này tôi sửa lại một chút như sau nhá, chỗ này này. Đấy, thì tôi làm như sau này, không dùng cái này nữa. For b in a, tôi sửa nhá, này là chỗ này không cần, chỗ này không cần này nữa, chỗ này không cần nữa. Python gần một cái này thôi. Chưa? Rồi. Đây nhá, bây giờ như này này, bây giờ for p in a này, đúng không? For p in a, rồi for p in a và tôi đặt cái này là gì, cái insert on này nó lại là một cái đối tượng, đúng không? Cái này này nó chính là cái hàm trên này này, nó sinh ra tất cả quá vị bằng cái n. Cho nên tôi làm như sau, tôi sẽ viết ở đây là gì, là tôi viết đây là for b in a, tôi đây là p đi, p bằng. Đấy, b bằng, và đây tôi biết là for b lớn, đúng không? Là b lớn rồi, for đây là b hoa, đúng không? For b nhỏ đi, for b nhỏ in b lớn và tôi in b. Đó.
chút chỗ này thôi, nhớ lại cái này nhé, nhớ lại cái hàm này, hàm gì ấy thôi nhé. Rồi generate này, với level 1 thì nó vẫn là cái này, nhưng bây giờ không 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 thiết phải hai lớp nữa, vì là nó à, chỗ này không phải, chỗ này này, phải này, đây phải yêu này này chứ, yêu thế này chứ. Đấy, dùng yêu là hết, thay thay từ đi thân bằng từ yêu nhá, bằng từ này. Nhưng với đều một nó vẫn là cái này, nó vẫn là hàm để quy bình thường. Còn else nhá, l l l một thì gọi a là cái này, thì a nó bây giờ cái a này nó không hẳn một dãy, a nó là một cái hàm, nó là một đối tượng generator, đối tượng generator là đối tượng này này. Đấy, sau đó tôi cho for b in a, b in a là một dãy bình thường, for b in a được nhé. Và cái b này nó chính là, với b này chính nó chính là cái hóa mi bằng cái n trừ một, và tôi dùng cái hàm này tôi tạo ra cái biến p này, thì p sẽ là dãy tất cả các cái hóa mi bằng n bằng cách là chèn n vào các lực lượng, các số hạng của b, vị trí của p. Thì p này nó vẫn là generator, bảo tôi for p nhỏ in p lớn và đưa cái này ra ngoài, đưa hết tất cả ra ngoài. Tôi kiểm tra thử xem nhé, xem làm được không, bây giờ tôi sửa lại cái này này. Đây, đây là KQ nhé, bây giờ vẫn như thế không thay đổi cả. Không còn cái này nữa. Đấy, bây giờ tôi để cái này bằng 2 xem ra có đúng không nhé, tôi thử kiểm tra bằng 2 xem nó có ra đúng không. Chạy thử này. Đấy, là 2112 đúng nhé. Thì với cái thằng này là 3 này. 3 chính xác, 1, 2, 3, 4, 5, 6 chính xác. Đấy, vậy chúng ta vừa mới làm một cái bài rất là hay. Đây là cái bài tôi muốn dạy các bạn, bạn nên tìm hiểu cái này rất là hay. Và cái hay của cái phương án này này là cái hàm generate này là nó không hề thuộc bộ nhớ, khác hẳn phán lúc nãy. Phán lúc nãy của chúng ta là đây, phán lúc nãy là cái gì? Tôi mở cái hàm này ra, mở cái hàm một cho bạn xem. Phán lúc nãy là phán gì đây? Là phán lúc nãy là cái hàm KQ này, nó là một dãy có chiều dài là n dãy thừa cực kỳ dài, mỗi phần tử của nó là một dãy nữa, gồm có là n phần tử, là một hóa mi của n. Để tôi xóa đây cho bạn xem, xóa đi, đấy, cái in thử ra, quản ra chưa chạy xong ra, đấy, dài như này, nó cực kỳ dài. Và với cái trường này thì bắt buộc cái chỗ này phải là có hai lớp như này, nó mới ăn. Đấy, đây trường cũ nhé, đây phán cũ, phán mà dễ hiểu ai hiểu được. Nhưng phán này là phán khó hơn, sinh phán vị bậc kiểu 2, là sinh phán vị bậc N sử dụng generator, là một cái kỹ thuật mới của lập trình Python. Thì cái hàm này là hàm mà không hề thuộc bộ nhớ một chút nào cả. Bài này chúng ta có thể sinh ra một cái phán vị là bên đầu 100, nó sinh ra được rất ngon lành mà không hề thuộc bộ nhớ thế nào. Rất là hay, rất là nhanh nhé. Như vậy tôi vừa trình bày xong các bạn phần này nhé. Thì thôi được, tới đây chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Tôi không nói thêm, đúng là thêm mà thôi. Chúng ta coi như là tới đây là kết thúc cái chương 3, là cái chương về đề quy. Nhưng cái chương này là chương là giới thiệu một chút những cái kỹ thuật quan trọng để dùng trong cái thuật toán. Nhưng mà bây giờ phút này thì vẫn chưa có, ta vẫn chưa đi học, ta chưa đi vào sâu về bất cứ lý thuyết nào về cái thuật toán, được chưa? Thì sang đến hôm sau chúng ta sẽ bắt đầu vào cái chương mới, chương 6 mới là chương thực sự, là chương bắt đầu học kỹ thuật toán. Đấy, thì chương đó tôi định sang buổi sau. Không còn là cái buổi này chúng ta sẽ tạm dừng ở đây thôi nhé. À, có ai hỏi gì không tôi sẽ trả lời ngay bây giờ ở đây. Các bạn cần nói thêm về cái hàm cái từ khóa yêu lần này không? Cần nói thêm về cái generator không? Hay khó hiểu một chút à? Cái chuyện này khó thế ạ? Có khó hiểu không? Có à? Cái chuyện ấy thơ là rất là hay đi à? Tôi lấy ví dụ như đây, chúng ta sẽ chung đi. Đếp nhé, một cái hàm F nhé. Bình nếu mà ta biết là return, đối với return nó chỉ có một giá trị thôi, không để không được. Vì đây return là 10 chẳng hạn, thì nó chỉ có khi tôi chạy nó nhé, thì là F này.
đó là 10 thôi. Nhưng mà tôi định nghĩa lại cái hàm mà là hàm generator thì thôi là nhiều hơn g này. Tôi có thể viết nhé, il 10, il 20, il 30. Đó thì cái hàm g này là cái hàm mà có thể làm một dãy gồm có 3 phần tử là 10, 20, 20, 30. Nhưng mà nó làm cái hàm generator, nó không, tôi không tôi mới nhớ. Đó. Thì cái hàm này nó khi tôi biết là a bằng g thì chúng ta không thể không chúng ta vì a không không là dãy, chúng ta viết này là sai ngay, viết cái này là báo lỗi ngay này. Báo lỗi thầy ngay. Ơi. Ơi. Thầy ơi. Thầy lúc nào thầy gửi cái buổi 6 cho em xin với nhá, tại buổi 6 em không học. Ok, thì buổi em là xin cái bài cái gì hả? Vâng, xin cái bài giảng của thầy đấy. Ok, mình sẽ gửi hết tất cả lớp, tất cả mình lưu lại tất cả các cái hình ảnh mình ở trên lớp ấy, nhé. Cái buổi 6 ấy, không phải cái buổi 6. Video buổi 6 ấy. À, hình như video buổi 6 là mình không 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 chịu ghi. Đúng rồi, cái buổi 6 hôm đấy em không nghỉ. Hôm đấy em nghỉ. Mình sẽ gửi cho các bạn cái tệp ảnh thì có, cái file cái tệp JPG đấy. Cái tệp PDF ấy. À, thì có. Vâng, thế được ạ. Cái buổi 6 đó là hôm ấy là mình quên, mình không bấm cái nút cái video cái Zoom này. Để mà là xong rồi. Thế gửi cho ảnh cũng được ạ. Đây thôi nhé. Đây là tôi gọi lại nhé. Như vậy là A là bằng G. Thì lượng A nó sẽ là kiểu của A này. Kiểu của A nó sẽ là generator. Và chúng ta có thể dùng lại là gì là for K in A. Và cái print ra. Lấy ra như bình thường. Đúng không? Còn in ra là 10 hay 30 này. Đó. Thì cái generator là cái rất hay. Đấy là cái là nó không hề tốn bộ nhớ. Không hề tốn bộ nhớ. Nó là một dãy. Có thể có vô hạn các số hạn nhưng mà nó không phải từ bộ nhớ, khi gọi ra thì nó mới lôi từ bộ nhớ ra và nó đưa ra từng phần tử một và nó rất là tiết kiệm bộ nhớ. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé, buổi sau chúng ta sẽ bắt đầu học sang cái, nhắc lại là buổi sau là buổi quan trọng, chúng ta bắt đầu học cái bài đầu tiên về phương pháp thiết kế thuật toán, đó là buổi sau là chương 4 nhé, hôm nay là hết chương 3. Tôi cũng nói các bạn là thêm thông báo thêm là cái cuốn tôi vừa viết xong cuốn sách là nhập môn thuật toán, chính là cái cuốn sách mà mô tả cái phần mà tôi đã dạy các bạn. Thì cuốn sách này khoảng cuối tháng 4 sẽ ra, nó đầy đủ tất cả mọi thứ, chúng ta có thể lấy nó ở đâu đó nhé. Thôi xin chào các bạn nhé. Thầy còn sách Python không ạ? Python hiện nay mình chỉ có hai cuốn thôi là Python cơ bản và lời giải Python cơ bản. Còn hiện nay mình chưa viết được cuốn Python nâng cao. Thì mình dự kiến là viết xong mấy cuốn môn thuật toán. Sau đó mình sẽ viết tiếp cái cuốn là đang viết dở rồi là cuốn là cài đặt thuật toán trên Python theo cuốn nhập môn thuật toán. Thì cuốn nó viết gần xong rồi, viết xong rồi tôi mới chuyển sang viết cuốn là Python nâng cao. Yeah. Nhiều thứ quá, không đủ thời gian để ta làm. Vâng ạ, khi nào thầy có sách thì thầy báo bọn em với ạ. Chào thầy. Chào thầy.